Lời đầu tiên, em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới thầy Dương Trung Hiếu và tất cả anh chị em trong group. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Vũ Văn Tình. Em sinh năm 1989, em sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Hiện tại em đang làm về affiliate marketing. Ưu điểm bản thân của em đó là ham học hỏi, đó là ham thích đọc sách, tất cả những cái cuốn sách về dạy con làm giàu, tư duy về triệu phú, đó là những cái cuốn sách em đã đọc từ khi em vẫn còn đang là sinh viên năm thứ hai. Lúc đó em đã đi làm thêm, làm và tham gia các chương trình sự kiện, tổ chức hội thảo cùng với lại các công ty có các diễn giả của nước ngoài, đã giúp em có những cái tư duy về làm giàu và giúp bản thân em có cái định hướng cho mình để sau này trở thành một doanh nhân thành đạt, để tiến tới con đường tự do về tài chính và giàu có thể giúp đỡ rất là nhiều người, có thể đạt được những cái cuộc sống mà mình mong muốn. Và chính vì cái mong muốn đó cho nên là dẫn đến là em có đa mục tiêu và ham nắm bắt những cái mới, dẫn đến là phân tâm rất là nhiều, không tập trung vào được cái mục tiêu của mình, và em vẫn còn cái ảnh hưởng bởi sách vở nhiều, do cái ảnh hưởng của cái tư duy trong cái cuốn sách dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, làm cho em đã ảnh hưởng về nó rất là sâu. Bên cạnh đó, với bản thân em thì lại có cái ít nói, sống khép kín, suy nghĩ nhiều, dẫn đến là khi đưa ra một cái quyết định thì rất là do dự, và làm cho bản thân em đã bỏ lỡ rất là nhiều những cái cơ hội tốt. Chẳng hạn ví dụ như 2016, một lúc đấy là tháng 7, em biết tới cái cơ hội FutureLab, thì lúc đó em cũng tham gia dưới một leader của người nước ngoài, nhưng lúc đấy cái khả năng tiếng Anh của em đã không có nhiều, cho nên là không thể làm việc được với người nước ngoài, và em đã bỏ qua cái cơ hội FutureLab từ lúc đó. Với khát khao về tự do về tài chính, giàu có và muốn giúp đỡ nhiều người, cho nên là em đã tìm mọi cách, cơ hội để làm sao để mình đạt được cái nguồn thu nhập thụ động như mong muốn của mình, và để có nhiều thời gian để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân cho nhiều người có thể tham khảo và học hỏi, và cũng có thể tạo ra được những nguồn thu nhập thụ động cho mọi người. Em đã biết tới thầy Hiếu từ khóa 2 2016. Lúc đó em cũng tham gia vào tất cả các group và cũng làm một vài kênh, và trong cái quá trình đó thì em sử dụng YouTube để làm đòn bẩy để kéo traffic vào những cái chương trình affiliate của em. Và hiện nay em vẫn đang làm mảng chính đó là về affiliate marketing, và em cũng muốn sử dụng YouTube để có thể trở thành một người hướng dẫn mọi người tham gia cái nền tảng marketing của em hiện nay vẫn đang phát triển. Thì em mong muốn được thầy dẫn dắt chỉ bảo em tới nơi tới chốn để em có thể đi tới thành công như mong muốn, và muốn học tập kinh nghiệm và đoàn kết cùng những anh chị em trong group để cùng nhau được tự do tài chính và giàu có thành công. Cuối video, em xin chúc thầy cùng tất cả anh chị em trong group luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn gặt hái được những kết quả tốt. Và em xin cảm ơn thầy cùng anh chị em đã lắng nghe và xem video giới thiệu về bản thân của em. Em xin chân thành cảm ơn.